công ty xây dựng Lộc An được thành lập từ năm 2010, trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển. Lĩnh vực thi công xây dựng là một trong những ngành nghề có tiềm năng mở rộng, góp phần vào sự nghiệp cải tiến và xây dựng xã hội. Trong quá trình thành lập và phát triển đến nay, công ty xây dựng Lộc An đã không ngừng vươn lên, trở thành một công ty có uy tín và chỗ đứng vững chắc trên thị trường xây dựng. Tham gia thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận. Các công trình do Lộc An thi công đáp ứng mọi yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ được các chủ đầu tư đánh giá cao. Công ty xây dựng Lộc An hoạt động chính trong một số lĩnh vực sau: tư vấn, thiết kế xây dựng, kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống điện kỹ thuật và công nghiệp; thi công xây dựng công trình, trang trí ngoại thất, thiết kế mỹ thuật; cung cấp vật tư xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch đá, cát; thi công cửa đi, cầu thang, cửa nhựa, nhôm kính, kính cường lực. Hoạt động đa lĩnh vực, Lộc An cam kết đáp ứng hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng và đối tác. Với bộ máy lãnh đạo tổ chức điều hành, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề, thiết bị thi công hiện đại, công ty xây dựng Lộc An khẳng định hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về chất lượng, giá trị thẩm mỹ và tiến độ các công trình với giá thành hợp lý nhất. Công ty xây dựng Lộc An tin tưởng rằng được hợp tác với quý khách hàng sẽ là cơ hội để chúng tôi khẳng định thương hiệu của mình. Mời quý khách hàng tham khảo thêm thông tin tại website xây dựng lộc an.com, địa chỉ số 71/11 Trần Thị Hè, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách hàng. Kính chúc quý khách hàng an khang, thịnh vượng. Công ty xây dựng Lộc An, xây uy tín, dựng niềm tin, chinh phục chất lượng. Trân trọng cảm ơn.